Dự báo trong ngày và đêm nay, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Quảng Trị đến Phú Yên sẽ mưa dài hơn. Đến hết ngày mai, lượng mưa từ 50 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong hôm nay, sông Ngàn Sâu và các sông khác ở Quảng Bình sẽ tiếp tục xuống. Trong đó chỉ có sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Lũ xuống chậm nên đến chiều nay vẫn cao hơn báo động 3 khoảng 1,3 m Vì vậy, tình trạng ngập sâu vẫn còn diện rộng.